và kết hợp với chung đó là cái thiên hương nano xanh này để hãm đọt ức chế sinh trưởng cho cái cây nó để mình làm bông. Thì hiện bây giờ thì cái bông cây của mình đó là cái nguyên nhân đó là do cái cây của mình nó quá sung. Hello, chào các bà con. Thì hiện giờ Hùng và Hữu Hậu ha. Cái đó là Minh Quang đang đi hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con chúng ta là ở khu vực là Tân Công Sánh của Đồng Tháp. Thì tới đây là vườn của em chàng đó, đây là 1.500 cây mít cuộn đỏ siêu vàng được là gần 2 năm tuổi, để hướng dẫn cho em là cái cách làm bông làm trái cái mùa nghịch đầu tiên ở trên cái vườn mình. Thì hiện trạng là cái vườn mình thì ở đây là mình đang cho em chú và em đây là đang xịt cái thần bông và kết hợp với chung đó là cái thiên hương nano xanh này để hãm đọt ức chế sinh trưởng cho cái cây nó để mình làm bông. Thì hiện bây giờ thì cái bông cây của mình đó là cái nguyên nhân đó là do cái cây của mình nó quá sung, nó là nó tơ nó quá sung nó nên là cái phần đọt đó là nó còn đi đó. Thì bây giờ là em làm xịt giùm anh thêm một cử nữa, thì hàm lượng thì đối với cái chai thần bông hũ thần bông này, cái thiên hương nano xanh thì mình cũng xịt là y chang như cái hàm lượng cũ là mỗi một chai và một hũ như thế này mình xịt 300 lít giùm anh. Và mình xịt đó là phủ ướt đều hết tán trong tán ngoài giùm anh nha, để cho cái cây của mình nó cái bộ lá nó mau già và nó làm cho cái thân cây của chúng ta là nó sạm lại, để nó làm cho cái tỷ lệ làm bông của mình nó ra cho nó đạt. Khi nào mà em xịt á, như cái đọt này nè, như cái đọt này là bắt đầu nó thấm thuốc rồi nè, nó chuyển qua nó xanh đen như vậy rồi. Mình khi mình bóp lá nó hơi xào chút xíu nữa, lá này của mình nó còn mềm, nó chưa có xào, bóp mà nghe xào xào á là bắt đầu là mình sẽ xịt cái hũ cái chai là siêu kích bông cộng chung với thiên hương nano xanh. Đây là cái chai siêu kích bông nè đó. Thì cái cử kế tiếp á, sau khi mà em xịt cái hũ thần bông cộng chung với thiên hương nano xanh rồi thì tầm khoảng một tuần, khi nào em thấy mà cái lá mình nó chuyển già đó mà em bóp nó xào xào á, lúc đầu là em sẽ xịt giùm anh là hai cái loại này. Thì cái chai siêu kích bông này thì mình cũng pha là 300 lít cộng chung với cái chai cái thiên hương nano xanh. Cái phần này á, phần sau á là mình sẽ xịt là ướt đều ở trong cái tán công của mình, chứ mình không xịt phủ mày tán lá nữa. Cái khu nào mình muốn mà cho nó ra trái á, cái khu nào mình muốn cho nó ra trái thì em xịt ướt đều cái phần đó giùm cho anh. Thì có thể là mình xịt nè, mình xịt là mình phủ từ ở trong ướt cái bề trong của mình thôi, đặc biệt là những cái dưới dạ dưới cành này nè đó, để cho cái thuốc của mình hấp thu vô được nhanh đó, rồi cái tỷ lệ làm bông cho mình nó cao. Rồi sau khi mà mình xịt cái siêu kích bông cộng chung với cái hũ thiên hương rồi đó, là 3 ngày sau là bắt đầu là mình sẽ cắt bỏ hết những cái bơi và cái bông gió này để mình lấy cái bông mình ra đồng lọt, sau này mình bán cho nó dễ và mình dễ xử lý cái phần thuốc hơn. Rồi hiện giờ thì ở trên cái cây của mình á là cái con kiến lửa nè và cái con đẹp sáp và cái con gậy phấn trắng như thế này nó rất là nhiều đó. Thì trước khi mà em cắt bơi á, cắt bông á, thì em xịt giùm anh là một cái cử là sâu rầy rẹp. Thì ở đây em sẽ cộng giùm anh là cái chai là mảnh tướng diệt rẹp cộng chung với cái chai sâu bọ nhện, thì em xịt phủ ướt đều tán trong giùm anh để ngăn chặn là tiêu diệt luôn con kiến lửa nè, rồi cái con rầy, rồi con cái con đẹp sáp đó, để mình ngăn chặn nó luôn. Như cái cây bên này nè nó quá nhiều này, mất tiêu hết ta. Cái cây này thì nó chưa có, nhưng mà hiện giờ nó đang cũng có rất là nhiều. Mình xịt hết giùm cho anh ướt đều hết. Thì ở đây mình đang có hai cái chai này, hai cái chai mảnh tướng diệt nhện này nè, mảnh tướng sâu bọ nhện, rồi cái chai là mảnh tướng diệt rẹp, là mình xịt lên. Chú xịt lên hai cái loại này mình cộng á là nó vừa trị là được cái con rẹp sáp nè, con kiến lửa nè, rồi cái con sâu xanh, con sâu da láng, mà trong cái thời gian mà cái bông của mình nó ra là nó tác động vô, thì mình xịt mình tiêu diệt nó trước để cho cái bông của mình ra nó khỏe, nó không có bị hai cái mấy con đó tác động làm cho cái bông của mình nó bị chai bông, rồi bị teo bông. Nó làm cái bông của mình nó ăn bông mình nữa, thì mình xịt vô tiêu diệt ngừa nó trước. Chứ trong cái thời gian mà cái bông của mình đang ra, nó đang mới nhú cửa gà đó, thì mình xịt vô nó sẽ ảnh hưởng tới cái bông, nó làm nóng á, nó làm cho cái bông mình nó chai, nó thụt lại, nó không có ra mạnh. Thì xịt ngừa trước cho con.
Dạ. À, sau khi là mình sẽ thêm một cái cử là thần bông cộng chung với thiên hương. Thiên hương nó nâu xanh ở ngoài đọt rồi. Ở ngoài nó cho nó chặn đứng cái đọt lại rồi. Thì ở trong mình sẽ xịt nó. Cái xịt là cái chai là mà hai chai này. Hai chai này giùm con. Là cái chai là mảnh tướng Việt đẹp, trời mảnh tướng sau bộ nhập. Rồi xong cái cử đó, xong cái cử mà hai xịt hai cái chai sau này rồi. Thì mình sẽ quay trở lại là 7 ngày sau mình thấy cái đọt của mình nó dài đó. Rồi mình bóp cái lá mình nghe nó xào xào. Là mình quay lại là mình xịt cái thiên hương nano xanh này cộng chung với cái chai siêu kích bông. Là mình xịt. Cái đối với cái chai thiên hương nano xanh cộng với cái thằng siêu kích bông này á, thì đối ở trong thân cây tơ của mình thì mình cũng xịt từ 2 cho tới 3 lần. Xịt có thể là mình xịt tới 2 lần thôi là cái bông mình thấy nó ra đều rồi. Nó nhú đều thông thân rồi. Thì mình ngưng. Còn mà nó ra mà nó chưa ra đều hết á, ra khoảng chừng 70-60% vườn thì mình xịt thêm một cử nữa để cho kích cái bông mình nó ra nó đều và nó đồng loạt hơn. Đó. Thì đây mình áp dụng là xịt dành cho anh. Rồi thì đây là những cái hướng dẫn của Hùng, hướng dẫn cho chú Ba và em Trạng ở đây cũng như chú. Ở đây mình áp dụng cái quy trình hướng dẫn kỹ thuật làm bông làm trái của nhà Willow Farm, là hướng dẫn cho chú ha. Rồi mình áp dụng vô mình làm cho đúng cái quy trình dùm cho con, là cái vườn cây của mình nó sẽ ra đạt. Và đặc biệt thêm là cái nguồn nước này. Cái nước này thì mình giật xuống là cũng 7-8 tấc rồi. Nó từ cái mặt clip xuống đây là cũng cả hơn mét. Nhưng mà mình giật xuống dùm cho anh là nó cạn thêm chút nữa. Nó để cho cái nước ở trong cái nền đất, cái mặt clip của mình nè, nó rút ra càng khô càng tốt thì cái tỷ lệ làm bông của mình nó sẽ cao hơn. Nó để mà khi mà cái ở trong cái nền đất của mình là nó còn cái độ ẩm ở trong, cái rễ nó vẫn còn hút nước được. Đó, thì nó sẽ cái đọt nó không già, nó lâu già nó không già luôn. Đó, thì cái cây của mình nó tỷ lệ ra bông nó không đạt, rút càng khô càng cạn ra giùm con càng tốt. Nha bà con ha. Rồi, chào bà con.